Quay lại với video hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn về người sáng lập, chủ tịch tập đoàn Skyway, những văn bằng giải thưởng mà chủ tịch Skyway đã cống hiến cho xã hội. Tóm tắt tiểu sử của nhà khoa học, doanh nhân Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy sinh ngày 16 tháng 4 năm 1949 trong thời kỳ hậu chiến khó khăn tại làng Kryuki, quận Komarinsky, vùng Gomel, Belarus. Anatoly Yunitskiy là một nhà khoa học, nhà phát minh và doanh nhân, thành viên, học giả của Viện Khoa học Tự nhiên Nga, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng thiết kế của String Technologies CGSC, Minsk, Cộng hòa Belarus và nhóm các công ty quốc tế Skyway, nhà phát triển của dự án đơn vị vận tải chuỗi, nhà phát minh công nghệ Skyway, người tạo ra hệ thống giao thông không gian địa lý, cũng như một số dự án giao thông và cơ sở hạ tầng dựa trên công nghệ chuỗi, chủ tịch tập đoàn quốc tế Skyway, người đứng đầu hai dự án của Liên Hợp Quốc, thành viên của Liên đoàn Du hành Vũ trụ Liên Xô, tác giả của hơn 140 phát minh, hơn 20 chuyên khảo và hơn 200 bài báo khoa học, tổng giám đốc, nhà thiết kế chung của Eurasian Rail Skyway Systems Ltd, London, Vương quốc Anh. Các giải thưởng lớn mà Anatoly Yunitskiy đã đạt được trong quá trình cống hiến cho xã hội: 1. 2 huy chương vàng của Trung tâm Triển lãm Toàn Nga. 2. 2 chariot vàng trong đề cử dự án của năm của ngành vận tải. Golden Chariot được ví như giải Oscar trong ngành vận tải. Giải thưởng vận tải quốc tế Golden Chariot là cuộc thi dành cho những người có liên quan đến vận tải và cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới. Golden Chariot đánh giá các tổ chức, công ty và mọi người trên toàn thế giới có đóng góp lớn nhất cho ngành. 3. Đạt 3 nhãn hiệu chất lượng vàng thương hiệu Nga. 4. Danh hiệu danh dự hiệp sĩ khoa học và nghệ thuật. 5. 30 văn bằng của triển lãm quốc tế và nhiều loại văn bằng giải thưởng lớn khác. Anatoly Eduardovich đã tạo ra nhiều phát minh khác nhau, các loại vũ khí, máy bay, nhà máy điện mới, vân vân. Nhưng 30 năm trước, ông quyết định không nên theo đuổi một số lượng lớn các phát minh mà tham gia vào chương trình cứu nhân loại bằng cách đưa tất cả các ngành công nghiệp và công nghiệp nguy hiểm vào không gian. Bây giờ không ai sẽ tài trợ cho chương trình này, cả NASA, Roscosmos, Liên Hợp Quốc cũng không phải đầu sỏ, cũng không phải chính phủ, vì vậy, ông ký quyết định rằng ông cần phải tự kiếm tiền và tài trợ cho dự án toàn cầu và cần thiết này. Tôi đã chọn dự án mạnh nhất từ nhiều loại hiện có và bắt đầu cuộc sống, tạo ra Skyway, sẽ thương mại hóa nó sớm thôi. Đơn vị vận chuyển chuỗi, viết tắt là STU, là một dự án của một hệ thống giao thông dựa trên một đường ray có thiết kế đặc biệt sử dụng một số cáp thép kéo dài. Chuỗi đường đòi hỏi vật liệu ít thô hơn so với đường sắt, nó là rất undermanding với bề mặt chịu lực và đảm bảo sự an toàn của hàng hóa trong trường hợp xảy ra tai nạn. Dự án nên cho phép thay đổi các thuộc tính của đường ray cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau và trong mỗi tùy chọn để bảo vệ quyền tự do lựa chọn mô đun, ổ đĩa và tốc độ của nó, cho phép trên loại đường ray này. Skyway, trước đây là đơn vị giao thông vận tải chuỗi đơn giản, là một hệ thống vận chuyển nâng cao, trong đó chuyển động được tổ chức bằng các phương tiện kéo căng liên tục kéo căng trước căng thẳng kéo dài giữa các hỗ trợ. Đường ray dây được đặc trưng bởi độ bền cao, độ cứng, đồng đều, khả năng sản xuất và lắp đặt, tiêu thụ vật liệu thấp và một loạt các nhiệt độ hoạt động. Nâng cao cấu trúc đường ray trên bề mặt sẽ ngăn chặn sự va chạm của đầu lăn của hệ thống vận chuyển dây với người đi bộ, động vật và phương tiện. Đây là nguyên nhân chính gây ra tai nạn trong giao thông truyền thống. Vị trí của cấu trúc đường ray trên mặt đất có tầm quan trọng cơ bản đối với việc xây dựng rẻ hơn, vì sự tôn trọng nhất đối với môi trường và cũng để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất trong giao thông. Skyway không chỉ là giao thông, mà còn là cơ sở cho sự hình thành cơ sở hạ tầng toàn cầu mới, trong đó giao thông sẽ không còn là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cái chết của hàng triệu người, mà sẽ là phương tiện giao thông hiệu quả, giá cả phải chăng, an toàn tuyệt đối. Tốc độ trong những chiếc xe như vậy có thể đạt tới 500 km/h và chuyển động của nó được điều chỉnh tự động. Theo dữ liệu được công bố vào năm 2014 trên Russia Gazeta, Skyway đã được đưa vào top 50 xếp hạng khởi nghiệp lớn nhất. Trình bày công nghệ Skyway ở định dạng PDF, kích thước T49 Hamburg. Tải xuống lịch Skyway cho năm 2020 để in ở định dạng PDF, kích thước T49 Hamburg. Xây dựng Skyway, giải cứu hành tinh.
Skyway là một dự án mang tính cách mạng về giao thông trên toàn thế giới, được nghiên cứu thử nghiệm 40 năm và được tài trợ chính bởi các quốc gia, Quỹ Liên Hợp Quốc, Quỹ Hòa Bình Liên Xô, các nhà chính trị và nhân dân đóng góp. Công nghệ Skyway là giải pháp năng lượng tái tạo có thể xây dựng trên mọi địa hình khác nhau, từ đô thị đến miền núi, miền biển, điều khiển tự động hóa đã được hơn 30 nước trên thế giới ký kết hợp tác ứng dụng, trong đó có Nga, Ấn Độ, các nước Ả Rập. Đây cũng là giải pháp có tốc độ thi công nhanh, giá thành xây dựng rẻ. Những ưu điểm chính của Skyway: chi phí xây dựng rẻ, rẻ hơn 5 đến 20 lần so với truyền thống. An toàn, chạy cách mặt đất từ 15 đến 30 mét. Tốc độ 150 km/h trong đô thị và 500 km/h trên cao tốc. Chi phí hành khách 10 đô cho quãng đường 1.500 km, chạy với vận tốc 500 km/h, chở 1 triệu hành khách mỗi ngày. Nhiên liệu, chạy bằng năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường. Có khả năng chịu đựng cao, động đất 10 độ Richter, sóng thần cao 20 mét, tốc độ gió trên 250 km/h. Đây là công nghệ giao thông độc quyền, chi phí rẻ, tốc độ cao mà thế giới đang hướng tới. Các chuyên gia đánh giá Skyway sẽ chiếm 50% thị phần toàn thế giới. Ước tính về mặt công nghệ sẽ đạt 400 tỷ đô la khi thương mại và trở thành top những công ty lớn nhất thế giới. Và đây là vị chủ tịch của Skyway, Anatoly Zelensky, người có ảnh hưởng và đóng góp to lớn cho ngành hàng không vũ trụ thế giới. Nhà khoa học Nga, nhà phát minh và doanh nhân, tác giả và tổng công trình sư các công nghệ đường dây Zelensky, chủ nhiệm hai dự án Liên Hợp Quốc, thành viên Hiệp hội Phi hành Vũ trụ Liên Xô, tác giả hơn 150 phát minh, tác giả hơn 20 sách chuyên khảo và hơn 200 công trình khoa học, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng công trình sư công ty công nghệ đường dây thành phố Minsk, Cộng hòa Belarus và tập đoàn quốc tế Skyway. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về ngài chủ tịch trên trang Bách khoa Toàn thư của Nga. Và sau đây là giải thưởng khoa học cho công nghệ Skyway, giấy chứng nhận hợp chuẩn kỹ thuật và giải thưởng khoa học trong hơn 40 năm qua. Quý vị có thể xem đầy đủ trên trang chính thức của ngài chủ tịch. Đường link được cung cấp bên dưới phần mô tả. Pháp lý của Skyway minh bạch và rõ ràng. Công ty được định giá 400 tỷ đô la, được cấp mã chứng khoán trên trang isin.org VGG3222-91094. Đây là tổ chức đã cấp mã chứng khoán cho Amazon, Apple, Facebook, Google, v.v. Được cấp phép và định giá bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI, FSC. Đại diện của KPMG tiến hành kiểm toán hàng năm của tổ chức dự án. KPMG là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới trong ngành kiểm toán. Đường link được cung cấp dưới phần mô tả. Hiện tại, Skyway đang huy động vốn trên toàn thế giới theo mô hình crowdfunding để nhằm phục vụ cho công việc nghiên cứu phát triển, cũng như xây dựng các khu thử nghiệm Eco-Technic Park. Hàng ngàn người từ khắp thế giới hàng năm đi tới Eco-Technic Park để chứng kiến tận mắt những phát triển mới nhất của Skyway. Skyway đề xuất cơ hội đầu tư với những số tiền nhỏ, vì thế ai cũng có thể góp phần vào sự phát triển của dự án. Chỉ hơn 3 năm, Skyway đã thu hút được hơn 400.000 nhà đầu tư từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Skyway đã bắt đầu huy động vốn từ năm 2014 và chia làm 15 giai đoạn. Và sau khi kết thúc 15 giai đoạn thì sẽ tiến hành các thủ tục để IPO lên sàn chứng khoán. Khi lên sàn chứng khoán, một cổ phần sẽ được chuyển thành một cổ phiếu và theo định giá của Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI FSC, một cổ phiếu sẽ có giá trị tương đương là 1 đô la. Có nghĩa là khi lên sàn, giá chào sàn thấp nhất là 1 đô la. Vậy, Skyway đã đạt được những gì? Việc sản xuất. Hiện tại, Skyway có hệ thống sản xuất công nghệ cao riêng. Công suất của nó cho phép thực hiện các đơn hàng đầu tiên xây dựng các tuyến đường và mọi hạ tầng vận tải Skyway. Trong các nhà máy của Skyway có sử dụng thiết bị HAAS, bộ phần mềm Dassault Systems và những thiết bị khác hiệu quả và hiện đại nhất. Hạ tầng và các tuyến đường. Tại Eco-Technic Park xây dựng 5 loại cấu trúc dẫn đường. Trên đó vận hành các phương tiện Skyway, hệ thống đường loại rắn, bán rắn, treo, siêu nhẹ và vận tải cho một số loại hàng hóa. Mẫu trạm dừng 2 tầng Skyway, trạm bốc giữa hàng tự động đã được xây dựng. Hàng rào đường dây thông minh và cầu đường dây đã được dựng lên. Toa xe đã sản xuất được 7 loại phương tiện vận tải hành khách Sinibus treo, Sinibus đường ray kép, Sinibus cao tốc, Sinigreen treo 2 chỗ, Sinipike, Sinicar, Sinicheck tải hàng và Sinitrans. Phần lớn các phương tiện vận tải đã được chứng nhận bởi các cơ quan chính phủ ở các nước khác nhau. Đặt hàng sơ bộ. Rất nhiều đoàn đại biểu từ các nước và châu lục khác nhau đã đến thăm Eco-Technic Park. Họ bao gồm các đại diện giới khoa học, giới vận tải, chính quyền cấp cao nhất,
đã thực hiện nhiều buổi thuyết trình công nghệ Secureway cũng như đàm phán về việc thực hiện thực tế nó. Sáng lập Anatoly Unisky, tập đoàn Skyway đã nghiên cứu và đưa ra những sản phẩm mang tính sở hữu trí tuệ cao, có tiềm năng phát triển và nhu cầu thị trường lớn. Vậy những sản phẩm của tập đoàn Skyway là gì và tiềm năng phát triển của tập đoàn Skyway trong tương lai như thế nào? Ngày hôm nay, kênh Skyway TV sẽ giúp các bạn có được cái nhìn tổng quát hơn về vấn đề này. Một, công nghệ giao thông trên cao Skyway. Đây được coi là một trong những công nghệ giao thông tiên tiến, hiện đại, được giới chuyên gia giao thông đánh giá cao về tiềm năng khai thác cũng như nhu cầu thị trường rất lớn. Công nghệ giao thông trên cao Skyway giải quyết được tất cả những vấn nạn giao thông đang tồn tại trên toàn thế giới như tắc đường, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Công nghệ giao thông Skyway sử dụng hoàn toàn bằng nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Đó là lý do tại sao việc chuyển đổi sang công nghệ giao thông Skyway là lối thoát chắc chắn và duy nhất trong tình huống này. Hiện nay, công nghệ giao thông Skyway đã được thương mại hóa với 35 quốc gia ký kết hợp đồng hợp tác ứng dụng. Trong đó, Dubai là quốc gia đầu tiên triển khai công nghệ này và dự kiến sẽ hoàn thành những con đường thương mại đầu tiên trong năm 2020. Một trong những tình trạng đáng báo động ở các thành phố lớn hiện nay đó là nạn ô nhiễm không khí. Trong đó, giao thông vận tải là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Theo nghiên cứu, thì 1 kg xăng sẽ cần 3,4 kg oxy để đốt cháy. Người lái. Tập đoàn Skyway là đơn vị đầu tiên trên thế giới chế tạo thành công máy bay không người lái, chở được 1,5 tấn hàng và với phạm vi bay lên đến 500 km trước sự kinh ngạc của quân đội Nga. Họ nói rằng, ngay cả trong vòng 10 năm với sự hùng hậu về lực lượng và tài chính, quân đội Nga cũng chưa thể hoàn thành được một sản phẩm tương tự. Sản phẩm máy bay không người lái của tập đoàn Skyway đang trong quá trình chuẩn bị thương mại hóa trong thời gian sắp tới. Mục đích sử dụng của loại máy bay này chủ yếu dùng trong quân sự, trong trường hợp cứu hộ, cứu nạn, tiếp cận với các tòa nhà bị hỏa hoạn, hay sử dụng cho chính việc thi công công nghệ giao thông trên cao Skyway ở những nơi có địa hình phức tạp như đồi núi, sông biển. Hoàn toàn sử dụng trí tuệ nhân tạo, tạo giác quan tầm nhìn kỹ thuật, có 12 cơ chế hoạt động đặc biệt. Hiện nay, tập đoàn Skyway có một nhà máy sản xuất máy bay riêng và đã mua một sân bay nhỏ để tiến hành tập duyệt và kiểm tra các thông số an toàn trước khi đưa vào quá trình thương mại hóa. 3. Ô tô điện dành cho người khuyết tật. Một sản phẩm được đánh giá mang lại giá trị to lớn cho xã hội của tập đoàn Skyway đó là ô tô điện dành cho người khuyết tật. Tốc độ tối đa của chiếc xe này có thể đạt 100 km/h, phạm vi ổ đĩa là 150 km, trọng lượng là 1 tấn. Cửa cuốn bản lề thông minh được sắp xếp giúp cho việc lên xuống xe trở nên dễ dàng. Thang máy dốc đặc biệt cho phép bạn lái xe lăn vào xe mà không cần phải rời khỏi xe lăn. Với kích thước nhỏ gọn cho phép bạn đỗ xe trong một không gian rất nhỏ, cả dọc và ngang vỉa hè mà không hề gây nhiễu cho các loại phương tiện giao thông khác, báo động ô tô tin nhắn SMS vào điện thoại của chủ sở hữu. Đây là sản phẩm ô tô chạy bằng điện năng.
khai trương Skyway Capital, ký thỏa thuận với Anatoly Eduardovich Zhurinsky. Xin chào các bạn thân mến, tôi tên là Evgeny Kuryasov. Tôi đang ở trong doanh nghiệp thiết kế của nhóm công ty Skyway, và mục đích chuyến thăm của tôi hôm nay là ký kết thỏa thuận giữa công ty đầu tư Skyway Capital và nhóm công ty Skyway. Bây giờ tôi đang hướng tới Tổng Giám đốc, Tổng Thiết kế Anatoly Eduardovich Zhurinsky. Chào buổi chiều, Evgeny, xin chào, Anatoly Eduardovich. Vui lòng ngồi xuống. Điều gì đã đưa bạn đến với tôi? Theo nghĩa đen, một vài ngày trước đã đăng ký công ty đầu tư Skyway Capital, và mục đích chuyến thăm của tôi là ký kết thỏa thuận để đôi bên cùng có lợi, sự hợp tác. Chúng tôi cần các nhà đầu tư lớn, vì chúng tôi cần khoản đầu tư khoảng $500 triệu để thực hiện các kế hoạch của mình trong 2.5 năm, nhằm xây dựng các địa điểm thử nghiệm, vận chuyển hàng hóa, đô thị, hệ thống Skyway tốc độ cao. Liệu bạn có thể đạt được nhiệm vụ này không? $500 triệu trong 2.5 năm. Có, chúng tôi sẽ làm việc bằng cách sử dụng hệ thống đầu tư theo đám đông, và trên thực tế, có khá nhiều người muốn trở thành nhà đầu tư của chúng tôi. Xin đừng lo lắng nếu bạn thu nhiều tiền hơn, vì sau đó chúng tôi sẽ sử dụng nó cho các dự án mục tiêu, vì có hàng nghìn dự án và mỗi dự án có thể trị giá hàng trăm tỷ. Bạn có hiểu rằng, bạn sẽ không đơn độc trong lĩnh vực đầu tư này. Tất nhiên, giống như bất kỳ sản phẩm nào, cổ phần của chúng tôi trong các công ty mà chúng tôi sẽ vốn hóa, sẽ được bán theo nghĩa bóng, nói theo nghĩa bóng, trong các cửa hàng khác nhau, giống như bất kỳ loại hàng hóa nào khác. Nó sẽ phụ thuộc vào bạn, cách bạn sẽ làm việc, liệu các nhà đầu tư có tìm đến bạn hay không. Như trong mọi trường hợp, họ sẽ đến với chúng tôi, nhóm các công ty Skyway, sẽ nhận được cổ phần của họ và sẽ vốn hóa nó. Do đó, ai sẽ tạo động lực tốt hơn và thông báo cho cổ đông về lợi thế của dự án, sẽ thu hút được nhiều đầu tư hơn. Bạn nên làm việc chăm chỉ, và theo tôi nghĩ, bạn sẽ thành công trong nhiệm vụ của mình. Tuyệt quá, chúng ta sẽ ký ngay chứ? Hãy để chúng tôi ký. Tôi đã biết trước về thỏa thuận, tôi đồng ý với nó. Xin chúc mừng. Tôi cảm ơn Anatoly Eduardovich đã tin tưởng. Cảm ơn. Bạn đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời, tiến hành rất nhiều công việc tổ chức, tạo ra một công ty đầu tư. Tôi tin rằng, chúng ta sẽ thành công. Chúng tôi đang thực hiện các kế hoạch của mình vì lợi ích của toàn nhân loại, bao gồm cả các dân tộc Nga và Belarus. Chủ yếu, chúng tôi hiện đang làm việc ở Belarus, còn bạn ở Nga. Chúc may mắn. Cảm ơn bạn. Bạn đã bao giờ nghe về vận tải đường dây chưa? Không phải các nhạc cụ ray, mà là về vận tải. Ở Marina Gorka đang có một khu thực nghiệm, tại đó thử nghiệm các cỗ máy của tương lai. Mikhail Viktorovich, xin hãy cho biết, công nghệ này vận tải đường dây là gì? Đó là một công nghệ đổi mới, khác với mọi kết cấu độc đáo còn lại, chỉnh bởi cầu vượt kéo căng sơ bộ, khiến nó nhẹ, đẹp, được chạm chỗ, và có độ bền đặc biệt. Độ phẳng của nó cho phép các phương tiện vận tải tăng tốc tới ít nhất 500 km/h. 500 km ư?
Ở góc nhìn của một lái xe, tôi thấy tò mò về tính an toàn của nó. Tôi nghĩ mọi thứ đã được xét tới một cách tuyệt đối. Thứ nhất, tuyến đường hoàn toàn phẳng, không có bất kỳ mấp mô nào khiến phương tiện vận tải có thể nảy lên và chật bánh khỏi đường ray. Có một hệ thống chống lật, nó không cho phép đi lệch khỏi quỹ đạo đã đặt. Không có yếu tố lừng danh mang tên con người, mà ngoài ra, ở cấp độ di chuyển của nó, không có bất kỳ thứ gì cản trở, có thể khiến xảy ra va chạm. Đây, ví dụ, những chiếc ô tô di chuyển trên đường, trên mặt đất, tại đó có vận tải công cộng, có xe buýt, các đoàn tàu, xe đạp, đủ thứ giao cắt nhau. Còn chúng tôi thì tổ chức mọi thứ trên các cấp khác nhau. Bề ngoài, hệ thống này trông giống cáp treo, trên đó có các cabin di chuyển, chỉ có điều, ở đây, chúng di chuyển trên các dây đường dây, được kéo căng giữa các trụ đặc biệt. Đang phát triển các loại hình vận tải hàng hóa, vận tải đô thị và liên đô thị. Đối với vận tải cá nhân, chúng tôi có thể đề xuất, ví dụ, Unibike. Trong đó có thể có 1-3 chỗ ngồi với bố trí khác nhau, có thể lắp các đơn vị bàn đạp. Chúng tôi thậm chí đã có kiện tướng thể hình thế giới đã đi trên đó, người đã rèn luyện ở đây, người đã gần như phát triển mọi thứ cơ trên cơ thể mình. Có thể vào xem bên trong không? Tất nhiên rồi, hơn thế, ở bên trong mọi thứ có màu như của bạn. Xin mời. Wow, thật tuyệt. Toa xe dạng treo ngỡ như thứ gì đó giữa ô tô và xe mô tô, chỉ có người lái không phải đội mũ bảo hiểm, cũng không có vô lăng và hộp số. Xin hãy cho biết, những khách du lịch có thể tới thăm xí nghiệp của các bạn, làm quen với những công nghệ mới như thế nào? Nơi mà chúng ta đang đứng, đó là trung tâm thử nghiệm chứng nhận và trình diễn quốc tế của vận tải đường dây. Nó tất nhiên là một khu vực đóng, thậm chí có thể nói công trình hoạt động theo điều lệ. Nhưng hàng năm chúng tôi có tổ chức sự kiện festival sinh thái. Bất kỳ ai mong muốn cũng có thể mua vé, đi tới đây và tự trải nghiệm vận tải đường dây của chúng tôi. Hình dáng thun gọn, dáng vẻ tương lai, các cabin giống như các con tàu vũ trụ, và tôi đã quyết định đi thử trên tuyến đường trên không này. Việc di chuyển trên phương tiện vận tải tương lai rất tiện nghi, về cảm giác, ngỡ như đang bay lượn trên cao. Còn đây thì như thế nào? Về nguyên tắc, mọi thứ được cấu tạo trong cabin, có bộ thiết lập khí hậu, như bạn đang nghe thấy tiếng nó chạy. Bên ngoài trời nóng, còn trong này chúng tôi có một không gian tiện nghi tuyệt vời. Trong trường hợp có điều gì đó đột nhiên xảy ra sẽ gọi trung tâm điều phối. Camera video theo dõi, đây là màn hình đa chức năng, tại đó có thể xem chương trình video, nhận thông tin về tuyến đường và vân vân. Cần điều khiển ở đây bạn sẽ không tìm thấy được, vì đây là hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo, tự động, nó nhận trách nhiệm cho mọi chức năng liên quan tới di chuyển. Thật tuyệt, như thể ngồi trong chiếc ô tô của mình và đi lại vậy. Nhạc nổi lên, làm bạn thấy thư giãn. Hiện giờ tôi đang chụp những bức ảnh, tôi sẽ cho người quen thấy tôi đã đi trên phương tiện vận tải tương lai. Tôi nhớ lại phim Nguyên tố thứ 5, tại đó cũng đã sử dụng vận tải đô thị trên cao. Thời gian sẽ cho thấy, dự án này có bao phần viễn tưởng, bao phần thực tế. Bên cạnh có một khu trang trại, nó mở cửa cho mọi người tới thăm. Mọi người tới đây câu cá, không nhất thiết phải mang theo đồ nghề theo, có thể thuê tại đây. Có kiểu câu cá truyền thống và tinh hoa, tôi chọn loại tinh hoa, còn chúng khác nhau gì? Loại tinh hoa, vì ở đây, tại hồ tinh hoa có nhiều loại cá tầm hơn. Tức là với câu cá truyền thống thì không phải hồ này, mà hồ khác. Ở đó có hồ rộng lớn và tại đó chủ yếu là chép, chấm. Còn tại đây, ở đây có chép, chấm, cá chó, cá nheo, cá tầm thường và cá tầm nhỏ.
Tôi sẽ có thể bắt được cá nheo à? Có thể. Thế mọi người có thường bắt được nó không? Cuối tuần vừa rồi, vào Chủ nhật, có một nhóm đã tới nghỉ dưỡng, họ dùng run, cần lưỡi, đã bắt được con cá nheo 3kg. Ghê không? Thế có một kỷ lục nào, con cá to nhất bắt được là bao nhiêu? Tại hồ này thì đã bắt được con cá nheo, 3.200 cá chấm tại thời điểm này, mùa này 2.850. Để cú câu của tôi được xuất sắc, tôi đã câu bằng cả run, cả ngô, cả thức ăn tổng hợp, một bữa trưa tổng hợp. Tôi thậm chí không biết cá thích gì hơn, như thế nó đã quyết định thử tất. Bạn có thấy cá thông minh thế nào không? Nó bơi đến gần, cắn tí chút, không thích, rồi bơi đi. Tinh quái thật, như thế nó chú ý chơi đùa với chúng ta. Chúng tôi đã bắt được rồi. Bắt được loại nào thế? Cá chép. Câu cá đó không chỉ là sự vùng vẫy của một con cá, mà đó là cả về tâm lý của người câu. 10 phút, còn tôi đã câu được một con. Thậm chí cả người chơi kinh nghiệm cũng không phải lúc nào cũng gặp may như thế. Người ta nói rằng theo truyền thống câu cá, đối với con cá đầu tiên bắt được, ta sẽ hôn lên trán và thả nó ra. Учусь с ней на перегонки. Что ж, поехали. Начало неплохое. Дорога здесь не очень, но пока что я впереди. 150 километров в час? Сомнительно. Ну и дорога, ехать тут непросто. Ничего себе! Обгоняет. Откуда эта штука вообще взялась? В голове не укладывается. Ехать тут невозможно. Дорога просто какой-то кошмар. Камни повсюду. С ума сойти. Мне ее не обогнать. Победа была так близка. Победа была так близка, но меня обошли. Надо отдать должное разработчику. Технология работает. Спасибо большое. Желаю вам дальнейших успехов. Вы создали потрясающую вещь. Разработчики особенно гордятся невысокой стоимостью. Рельсо-струнная дорога обойдется в 10 раз дешевле железной. Ее проще строить, и материалов уйдет меньше.
Xin chào các bạn, tôi là Mikhail Kirisenko, bạn đang xem tin tức Skyway. Trong đó chúng tôi sẽ nói với các bạn về những phát triển và ứng dụng công nghệ vận tải đột phá. Tôi hy vọng các bạn đã hiểu. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu các bạn về triển lãm InnoChance 2018 tại Berlin. Theo yêu cầu của mọi người, hôm nay chúng tôi sẽ nói về sự ra mắt rực rỡ và gây tiếng vang nhất tại triển lãm này, về Unibus cao tốc U4-362 của chúng ta. Ngay tại gian triển lãm, đang làm việc là trưởng bộ phận quản lý thành phần di chuyển công ty công nghệ đường dây, Andy Dmitrievich Zaitsev. Xin chào Andy Dmitrievich, nhiều người hỏi, chúng ta đang đưa gì tới đây, xin hãy nói cho chúng tôi biết. Một số lượng khổng lồ các câu hỏi, tôi nghĩ bạn cũng đã hiểu, tôi sẽ không đặt nhiều câu hỏi. Mọi thứ đều đã rõ ràng. Sự ra mắt trong năm nay, cùng với triển lãm Unicat, một sản phẩm đã nổi tiếng của chúng ta, đã được chứng nhận. Sản phẩm chính của lần ra mắt này là Unibus cao tốc. Chúng ta đang đứng gần nó đây. Unibus cao tốc, model U4-362, là một trong số các model trong dòng Unibus cao tốc. 362 là gì? Số 3 ký hiệu rằng toa xe này thuộc dòng Unibus cao tốc, 62 là model của nó. Chúng tôi cũng có hệ thống phân loại xác định. Model được trình diễn trong năm nay có thể chứa 6 người, khoang hành khách được tính toán cho 6 người. Kiểu như 3 capper cho 2 người. Có thể gọi đó là capper, mặc dù chỉ có một khoang rộng, có 3 cửa vào riêng biệt. Hãy cùng xem, tôi đoán U4 là thế hệ thứ tư của vận tải đường dây Unisky. Hoàn toàn chính xác. Tay cầm hiện tại dẫn động cơ, nhưng trong tương lai nó sẽ được dẫn động điện, với khả năng tự động đóng và mở cửa. Tôi hy vọng không cần phải mô tả xa lông nhiều, nhìn thấy một lần thì luôn là tốt hơn. Gam màu nội thất sáng và mang lại cảm nhận dễ chịu cho người dùng. Xin hãy cho biết thêm về các màn hình, có thể làm gì với chúng. Tất nhiên, chúng tôi đã đem tới triển lãm xa lông được hoàn thiện tiện nghi tối đa. Mọi chỗ ngồi đều có thể điều chỉnh, theo chiều dài, chiều cao đệm, theo góc nghiêng đệm và lưng. Không thấy có nút nào, tôi nghĩ mọi thứ được thực hiện qua màn hình. Hoàn toàn chính xác, chúng ta có thể ngồi vào và kiểm tra chức năng của màn hình ngay bây giờ. Tiếng nhạc dễ chịu, có thể tổ chức một phòng nhạc. Hiện có 3 ngôn ngữ để chọn, tiếng Đức, vì đang ở Berlin, tiếng Anh, như một ngôn ngữ quốc tế, và tiếng Nga, ngôn ngữ của nhà phát triển. Hãy cùng dùng tiếng Anh. Hiện nay chúng ta đang thấy quãng đường di chuyển mà chúng ta giả thiết đang đi từ Minsk đến Moscow. Có thể nhìn thấy những gì diễn ra ở bên ngoài nơi chúng ta đang đi hiện tại. Vì chỉ có các cửa sổ hai bên nên hình ảnh này cho phép người dùng không bước ra khỏi thực tế. Cũng như có liên hệ với dịch vụ điều phối và tổ hợp các điều chỉnh. Hiện tại có điều chỉnh độ sáng cho từng vị trí, có thể tắt đi nếu chúng ta muốn nghỉ ngơi. Điều chỉnh ghế ngồi, trong đó chúng ta thấy 3 chế độ sưởi, có thể sưởi ấm nếu thời tiết ở Berlin không phù hợp với bạn. Không, ở Berlin thời tiết hơi nóng, vậy thì có quạt cho ghế ngồi và cả massage. Tôi định đùa về chuyện massage, tôi không nghĩ là nó có, ở đây không có đùa đâu. Chúng tôi làm việc nghiêm túc. Trong mỗi câu đùa có một phần đùa, phần còn lại là sự thật. Điều chỉnh mọi vùng của ghế ngồi, mọi thứ được điều chỉnh riêng,
độ rộng lưng, góc nghiêng của nó, đệm, phần trên, tựa đầu được điều chỉnh riêng, nói chung mọi thứ như trong những chiếc limousine tốt nhất hiện nay. Hệ thống multimedia cũng được tích hợp, có thể chọn nghe nhạc, có jack cắm tai nghe riêng. Chúng ta có thể cho khách hàng xem video hay thư giãn trên đường. Mặc dù quãng đường vận tải cao tốc, ví dụ, đi từ Minsk đến Moscow sẽ chỉ mất 1 tiếng rưỡi. Vì thế, để mọi người không buồn chán, chúng tôi đề xuất chức năng này, và có thể xem nhanh thông tin phương tiện vận tải mà chúng ta di chuyển trong đó, các đặc điểm của nó và một số thông tin hữu ích. Tôi nghĩ, nó giống với điện thoại hiện đại, 90% chức năng của nó chúng ta không dùng, thậm chí không biết đến. Chúng tôi biết mọi chức năng, còn người dùng sẽ lựa chọn. Tôi nói về người dùng điện thoại, còn những người sẽ di chuyển chắc sẽ không thể hiểu biết về mọi thứ. Tôi nhắc lại, đây không phải là phiên bản cao cấp nhất của chiếc xe, sẽ có chức năng nào đó theo thực tế quyết định, có thể bỏ đi, còn những chức năng khác thì thêm vào. Tôi ấn tượng, thật sự, chiếc xe mới, tôi vừa mới đi nghỉ về và đối với tôi mọi thứ đó nghe như một phát hiện thú vị. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Ở đây mọi thứ được điều chỉnh, nếu người ngồi trước muốn chợp mắt, thì chúng ta có thể điều chỉnh vị trí màn hình thuận tiện để tiếp nhận thông tin. Tôi nhìn thấy có những hộp để đồ vặt, thế vali để ở đâu? Vâng, trong xe có ngăn để vận chuyển hành lý, nó nằm ở phần đầu xe. Có chỗ để lượng hành lý trung bình cho 6 người. Tôi nghĩ rằng nó có thể để được hết vào. Trong ô tô đi 5 người thì khoang hành lý ít hơn. Tất nhiên là ít hơn, ít nhất là 2 lần. Hoặc có thể có một đôi người trốn vé chui vào, nhưng điều đó được theo dõi bởi hệ thống điều khiển tổ hợp vận tải. Có thể tin được, điều đó được nói bởi chính Zaitsev. Chúng ta thấy gì nữa ở bên ngoài? Hình dáng tuyệt vời về thẩm mỹ, cũng như từ quan điểm kỹ thuật, có thể dùng từ lau sạch. Vì hình dáng chiếc xe ảnh hưởng trước tiên đến lực cản khí động khi di chuyển theo hai thông số, diện tích mặt cắt ngang và hệ số cản khí động. Khi tạo hình, các nhà thiết kế của chúng tôi tạo ra không chỉ một thứ đẹp và dễ chịu, mà còn nghĩ về việc nó sẽ hoạt động thế nào. Và họ kiểm tra ngay xem lực cản nào sẽ xuất hiện. Độ nhẵn bề mặt cũng hiển nhiên quan trọng, vì chất lượng sơn chắc cũng sẽ làm tăng khí động học. Sơn bóng được dùng vì nó làm giảm tối đa lực cản khí động. Hình dáng bề mặt được tạo theo đạo hàm cấp 2. Xin cảm ơn rất nhiều, Andrei Dmitrievich. Theo tôi, thông tin đầy đủ. Tôi nghĩ, tất cả những người hỏi đã đặt nhiều câu hỏi cho tôi sẽ hài lòng. Có thể bạn sẽ nói thêm điều gì? Họ có thể hỏi thêm, nắp phía trước khoang hành lý là gì? À, thế cái nắp trước khoang hành lý là cái gì? Đó là phanh khí động, làm việc ở vận tốc cao. Tức là khi phanh với vận tốc tối đa, nó sẽ giảm vận tốc về 150 km/h. Kiểu như hai tay mở ra, giống như cái vây cá, có thể nói như vậy.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy đăng ký vào kênh YouTube của chúng tôi, theo dõi các tin tức cập nhật trên trang chủ của chúng tôi. Hãy ủng hộ dự án của chúng ta. Và khi có thể, chúng tôi sẽ mời bạn đi trên tuyệt tác này, Save Skyway, cứu hành tinh. Tập đoàn công nghệ Skyway đã có buổi giới thiệu về một giải pháp giao thông mang tính đột phá của thế kỷ 21, công nghệ vận tải đường ray dây trên cao. Công nghệ này được cho là giải pháp giải quyết các vấn đề giao thông đô thị, giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. Tại hội thảo, đại diện tập đoàn Skyway cho biết, giải pháp Skyway có ưu điểm như tránh được xung đột giao thông, nâng cao tốc độ, độ an toàn cao, giảm thiểu thiệt hại về môi trường. Ngoài ra, chi phí xây dựng và vận hành thấp hơn đáng kể so với các giải pháp giao thông hiện có. Đây cũng là giải pháp có tốc độ thi công nhanh, giá thành xây dựng rẻ. Bên cạnh đó, công nghệ Skyway cho phép nhiều loại hình vận tải hoạt động trên cùng một hạ tầng. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng chung nhận định, nhu cầu vận tải của Việt Nam ngày càng tăng, do vậy cần nghiên cứu loại hình vận tải mới hội tụ đầy đủ yếu tố của loại hình giao thông tiên tiến trong thời đại công nghệ 4.0. Công nghệ Skyway là một gợi ý cho việc ứng dụng triển khai tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần phải đánh giá trên nhiều yếu tố cả về mức độ phù hợp, chất lượng và tài chính. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi thấy rất ngạc nhiên khi mà thấy một đất nước xanh, sạch đẹp và con người cởi mở như vậy. Tôi rất muốn khi mà ta áp dụng công nghệ thì nó sẽ không phá hủy môi trường, cảnh quan chung của đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc ứng dụng cần phải đánh giá trên nhiều yếu tố cả về mức độ phù hợp, chất lượng và tài chính. Skyway có thể được lắp đặt ở mọi địa hình khác nhau, ví dụ như là qua sông, ở trên biển hay là các đường núi, đường đèo đều có thể lắp được. Nên ở Việt Nam, nếu muốn ứng dụng công nghệ này thì cũng không phải là vấn đề lo lắng về địa hình. Việc sử dụng nó có rất nhiều tiềm năng, các bạn có thể cân nhắc các lợi ích kinh tế và phương án khả thi để có thể xây dựng. Chúng ta cũng cần phải tiếp tục nghiên cứu các cái điều kiện kinh tế xã hội để đảm bảo cái tính khả thi. Và cũng có thể là trước mắt có thể nghiên cứu để ứng dụng trong phạm vi hẹp, đặc biệt là ở các cái khu đô thị mới. Với những tính năng ưu việt của công nghệ Skyway, giúp vận dụng được không gian, tăng hiệu quả vận chuyển hàng hóa, hành khách, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường, chi phí xây dựng thấp, công nghệ này sẽ là một gợi ý tốt cho việc ứng dụng triển khai tại Việt Nam, nhất là trong giao thông đô thị, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển các phương tiện giao thông thông minh dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang là xu hướng trên toàn thế giới, và trong số đó không thể thiếu được Việt Nam. Rất nhiều những phương tiện giao thông mới được đưa ra thảo luận, và một trong số đó là giải pháp vận tải trên cao Skyway. Skyway được xây dựng dựa trên kỹ thuật ray treo trên cao nhờ các cột chống đỡ. Tốc độ di chuyển của xe có thể đạt tới 500 km/h, giúp vận dụng được không gian, tăng hiệu quả vận chuyển hàng hóa, hành khách, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường. Không chỉ nghiên cứu và đưa vào sử dụng các loại tàu trên cao khác nhau, tương ứng với số lượng hành khách vận chuyển và mục đích sử dụng đa dạng, chúng tôi còn hướng đến nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, các thiết bị thu và chuyển hóa nhiệt năng. Năng lượng gió sẽ được đặt tại các trụ, các mấu nối trên đường ray, giúp bảo vệ môi trường. Nếu chúng ta dám thử và nghiên cứu cùng hội nhỏ thì về vấn đề giá thành của nó rất rẻ. Ví dụ như đường sắt cát tinh cà đông thì độ 70-80 đến 100 triệu đô một cái. Cái này nó không bao giờ vượt qua 10 triệu. Thì đấy là những cái mà bước đầu và để quan tâm. Tìm kiếm giải pháp nhằm phát triển hệ thống giao thông, tăng cường năng lực vận tải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường là nội dung chính được đưa ra tại hội thảo về công nghệ vận tải cao tốc trên không Skyway vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do tập đoàn Skyway của Belarus tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia giao thông trong nước và quốc tế. Các chuyên gia cho biết là công nghệ Skyway đã được nhiều nước ứng dụng, có những ưu việt như là rút ngắn thời gian vận tải, không gây ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề tai nạn, ùn tắc giao thông, đồng thời có thể xây dựng ở những nơi có địa hình phức tạp như đồi núi, sông biển mà không phải quét sâu vào lòng đất. Chi phí đầu tư công nghệ này thấp hơn từ 5 đến 20 lần so với các loại công nghệ vận tải khác. Các đại biểu cũng cho rằng Skyway có thể ứng dụng tại Việt Nam, nhất là tuyến giao thông Bắc Nam, tuyến du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và các tuyến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giải quyết nạn ùn tắc kinh niên tại đây.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Giao thông Vận tải và Tập đoàn Skyway Cộng hòa Belarus đã tổ chức hội thảo khoa học về loại hình giao thông trên cao, hay còn gọi là Skyway. Trên thế giới, giao thông trên cao Skyway không phải mới, nhưng ở Việt Nam thì chưa xuất hiện loại hình này. Với nhiều tính ưu việt như vận chuyển người, hàng hóa với tốc độ trung bình hơn 100 km/h, tiết kiệm chi phí gấp nhiều lần so với loại hình khác, tiện dụng, an toàn và thân thiện với môi trường, phù hợp với ứng dụng công nghệ 4.0, Skyway cũng được xem là phù hợp cho việc giải quyết nạn ách tắc giao thông của Việt Nam hiện nay. Đánh giá cao thị trường tiềm năng của Việt Nam, các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng giao thông trên cao ở Việt Nam sẽ trở thành hiện thực. Do vậy, tập đoàn Skyway và Trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ hướng tới hợp tác, nghiên cứu, phát triển công nghệ vận tải trên cao tại Việt Nam, ứng dụng cho các loại địa hình hay khí hậu khác nhau mà các loại hình giao thông khó tiếp cận. Giải pháp giao thông toàn cầu của Nga Skyway với việc sử dụng năng lượng tái tạo xây dựng trên mọi địa hình và không gây ô nhiễm môi trường đã được giới thiệu và dự kiến sẽ triển khai tại một số thành phố lớn của Việt Nam trong năm tới. Skyway là giải pháp giao thông toàn cầu của Nga sử dụng năng lượng tái tạo xây dựng trên mọi địa hình và không gây ô nhiễm môi trường.